Ông này ông cắt công nhận ông chặt siêu rồi đấy. Có lần trước tao cũng định giả tiền, cô bảo là thôi con 135 thì tôi tranh nửa con thôi. Tranh nửa con có hai cái cổ nhá. Mấy lần ra là đều là ra tầm 7 giờ là coi nhà sạch.